cho các bạn xem nè. Ở trong đây á nó có arginine. Thì các bạn biết cái arginine á nó đưa vô cây á thì nó sẽ giúp ích cho cái cây nó tạo cái hormone tăng trưởng. Nha, à, nó cải thiện cái hệ miễn dịch á, nó tạo ra tế bào mới khỏe mạnh hơn. Nha. À. Từ đi để cho nó nuôi đủ ăn. Chào các bạn. Cô mà giờ buông ra cô cũng đâu có sợ, cô cũng đâu có ấy đâu mà lo. Trời ơi, trời trái ghê hồn. Quá trời. 3.500 ký ha. Tấn cũng 3.500.000. Một tay cô hả cô, cái này là 10 công đúng không ta? Các con mấy, cô trồng nhiêu cây, trăm mấy cây quá hả? Hình đen luôn ha. Nãy giờ cô cháu mình đi là hình như 100 cây là nó cứ y chang như nhau ha. Đâu, rồi. 108 cây mình nên quản lý nha các bạn. Dạ. Bờ này là hình như là nó đẹp nhất nè ha. Cái bờ nãy cô cháu mình đi, trời ơi quá trời luôn. Quá trời đẹp luôn. Cô ơi, mít nó che nó rồi kìa. Chú đủ nó che nó rồi kìa. Chặt đi, chặt đi. 3.500 ký thì chặt đi. Cắt bớt đi. Ăn từ đây tới Tết, kiếm tiền xài Tết chứ. Dạ đúng rồi. Covid thì nó cũng một thời gian là nó cũng ổn định thôi. Các bạn thấy không? Phụ nữ giỏi không? Trời ơi. Dạ. Không ai, cô không muốn con ra con xịt tiếp. Cái này là dạ, yeah. Nếu mà chuyện nói quay là phải quay máy xịt nè, máy tưới hả ta? À, cắm tưới ngon quá. Dạ. Yeah. Trời ơi, đều hết chân trời. Cô xài bởi xài thuốc phân dữ dữ không. Đẹp không? Quá ngon. Nó có giá hay sao cô? Nó nhẹ ký hay nó sao? Dạ. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Cây đó hơi nhỏ nha. Trời ơi, đủ trái kinh hồn luôn trời. Ok. Cái này có giá một cái là Tết sung túc luôn. Giờ vô cô tham quan đây chứ không có biết nấu gì hết trơn. Cô xài toàn là thuốc dữ không mà không sao mà. Cô thấy thôi, cô thấy không có cây nào mà. Rồi đi vô không có cây nào mà nói gì hết trơn á. Có gì đâu nói. Trời con này ra ra nè. Ghê không con. Trong trước cô luôn ha, xịt thuốc cỏ đâu đúng không? Bữa chú cháu đi xịt thuốc cỏ nát chứ không? À. Nhà nói người ta không nghe. À. À, cô xài thuốc dữ không? Trời ơi, le đọt rồi, le đọt cái thương, trời ơi, nó le từ trong nhách ra luôn nè. Cô xịt cầm Mỹ bao lâu rồi ta? À dạ. Nó không mày, cô thấy chứ nó cũng hấp thu. Nó hấp thu được mớ rồi. Quá đẹp. Quá đẹp. Trời ơi, nãy giờ cô cháu mình đi là bờ là hình như là không có cái gì hết chứ. Nói chung là chuyện này chuyện nữa một năm qua Tết mà cô dẹp được cái đu đủ này đi thì nó sẽ ok hơn nhiều. À, xin chào các bạn. Đẹp quá rồi. Rồi, à, xin chào các bạn. Thì hồi nãy á, thì các bạn thấy cái vườn của cái cô khách á. Thường thường thì mình sẽ nói trên video luôn, nhưng mà thực ra thì mình sẽ trình bày luôn cho các bạn ở đây để cho nó dễ. Đó, thì các bạn biết mà, thì cái cô khách hàng của mình rất là, nói chung là cô cái độ chiều chơi của cô rất là lớn. Tại cho cô xài, mình nói với các bạn là cô xài marathon không à.
cái phân là cô nói là thấy lâu lâu là cô điện vô cho mình là dạy ba marathon vậy đó. Đó, 12 46 on round ha. Đó, rất là tốt, các bạn thấy đó, cái cây lực cái cây đó thì thực sự nó rất là tốt. Cái phân marathon thì mình không có chê rồi. Còn thay vào đó nữa, một số cái nữa thì cô có thể xịt ở trên nữa, nhưng mà cô rất là chịu đầu tư. Các bạn thấy cái cây đó mới 9 10 tháng thôi. Mà bây giờ nó đã lớn như vậy rồi. Cái vườn đó là nó nhỏ thôi. Còn cái vườn bên kia nó còn lớn dữ nữa. Đó, thì các bạn thấy những sản phẩm mình để ở trên đây nè. Đó, thì cô rất là hay xài cái hun mít Mỹ ha các bạn. Đó, thì nếu mà những cây con các bạn thì thọt ban đầu thì cây con thì mình cho xài lỏng thôi. Ở đây là mình sẽ cho xài liều tiêu chuẩn nè. Cây con các bạn có thể xài liều 500 lít nước ha, cho nó lỏng ra chút xíu, tại cái rễ nó yếu lắm. Đó, các bạn thấy không? Cái hun mít là công hun mít mình chỉ bán cái lọ hun mít này thôi các bạn. Mít chính hãng của Hoàng Phúc ha, hun mít Mỹ nha. Rồi, ở đây là cái dưới gốc ha các bạn. Nè, đây là cái dưới gốc mình xin phép mình bỏ xuống nha, mình không có xài nữa. Rồi, kế tiếp là ở trên á, cô xài. Các bạn thấy không? Cô đầu tư nha. Mình đây là mình đang nói là cô đang sử dụng thuốc của mình, là cô nói là mày cứ đưa cho cô một cái cặp lớn này nha ta. Thường thường á các bạn có thể xài mua cặp nhỏ nha. Các bạn có thể mua cặp nhỏ này á, mình ghi đây thôi. Nhưng mà cái cặp nhỏ này nếu mà cái cây các bạn ổn định á thì các bạn có thể xịt 200 lít nước cặp này. Mỹ á, các bạn biết cái hàng Mỹ thì mình không có nói nhiều về hàng Mỹ, tại vì mình bán nhiều rồi. Mình không có bán nhiều, mình không có nói nhiều về cái Mỹ này. Đó. Thì trong cái lúc mà cô xài cái này đó thì bây giờ các bạn thấy cái dàn lá nó xanh lắm. Thực sự các bạn thấy ngoài, tại hồi nãy mình đi lúc 5 giờ chiều rồi. Đó, chứ nó xanh ghê lắm. Thấy nó đều hết trơn ha. Thì cô mua một cái cặp này để mà cô sử dụng cho cái vườn của mình. Đó, thay vào đó thì cô cũng sử dụng song song các bạn. Một cái cặp mắc tiền đó thì cô sẽ luân phiên với cái rẻ tiền. Đó, các bạn thấy không? Một cặp này. Thường thường á thì mình sẽ cho cô xài cái sử dụng mà khi mà cái lúc mà các bạn những cái loại mà mình nói trên đây nè các bạn, thì nó sẽ sử dụng được mọi giai đoạn. Có nghĩa là mình có thể xịt lúc lá già hoặc lúc lá non. Thì các bạn nếu mà các bạn thấy xịt lúc lá non thì nó sẽ rõ ràng nhất là khi mà các bạn xịt này. Cái dòng sản phẩm mà mình giới thiệu cho các bạn là cái Atomic Extra. Các bạn thấy xịt lúc lá non là nó thì các bạn sẽ dễ nhận biết hơn. Còn các bạn xịt lúc lá già thì nó sẽ mau hơn. Thì các bạn cái dòng này thì mình nói với các bạn thì nó nhiều rồi ha, cái dòng multi te nè đó, cái dòng vi lượng nước ha đó. Thì mình nói thêm về một cái dòng mà Atomic mình cho cô xài là cái dòng này á, nó gồm gì các bạn? Nó gồm hữu cơ ha. Nó đăng ký thì mình công ty là chỉ đăng ký hữu cơ thôi ha, nhưng mà trong đây nó có phu vít nữa đó, thì các bạn biết mà. Nhưng mà mình thích nhất một chỗ á là nó gồm cái amino acid. Amino acid nó, các bạn thấy nè, mình sẽ phóng lên cho các bạn xem nè. Ở trong đây á nó có arginine, thì các bạn biết cái arginine á nó đưa vô cây á thì nó sẽ giúp ích cho cái cây, nó tạo cái hormone tăng trưởng nó cải thiện cái hệ miễn dịch á, nó tạo ra tế bào mới khỏe mạnh hơn nó nhiều ở trong đây, nó nhiều cái nó có một số chất nó rất là hay các bạn. Đây mình xin phép mình lao cái đi ha, cái tay của mình nãy mình đụng hun mít đó. Rồi ở trong đây ha, nó còn kế tiếp nó gồm cái gì các bạn? Nó có cái lysin. Cái lysin này á, nó có lợi cho cái thân cây và cái mô liên kết nó giúp phát triển cái thân cành lá nhờ tăng cái collagen. Cái chất lysin này các bạn có thể bắt gặp trong cái điều trị cái rộp thân cây á, thì nó cũng có cái khả năng là điều trị cái rộp trên thân cây luôn. Cái thứ ba nữa là mình nói rõ là cái citin. Cái citin á thì nó giải độc. Nó mình khi mà mình đưa vô cây á thì nó giải độc cái hóa chất mà cái hóa chất của vô cơ các bạn. Có nghĩa là mình rải xuống là cây nó lấy lên nó ăn á, mình nó sẽ giải độc một phần nào đó ha. Nó tạo ra cái diệp lục tố mới đó, để mà nó phát triển cái thân cây. Rất là hay, mình nói chung là để mà hội tụ được trong một cái chai như thế này á, để mà hội tụ được trong một cái chai như thế này thì mình phải nói chuyện với nhà sản xuất rất là nhiều, và anh đưa cho mình cái công thức ha. Mình đã thử nghiệm rồi, một số khách hàng mình đã cho xài rồi ha. Một số khách hàng đã cho xài rồi lâu rồi, mà tới hôm nay là mình mới có cơ hội để mình giới thiệu thôi, chứ cái hàng này là mình đã bán lâu lắm rồi.
đó. Thì các bạn có thể xịt vô bông, cái chai này có vẫn có thể xịt vô bông. Một số khách hàng của mình đã cho xịt vô bông rồi đó ha các bạn. Đó, một cặp này đó, thì mình sẽ xịt tại cái chai này tới 400 lít nước các bạn. Cái chai này multi-de xịt lá thì 400 lít nước, chai này 200 lít thôi đó. Thì các bạn có biết rồi đó, thì mình có thể xịt luôn viên cái này với cái này đó ha các bạn. Đó, một cái hàng của Mỹ với một cái hàng của Ý đó ha. Đó rất là ok. Thì các bạn có thấy nãy mình có thấy đó, những cái gì mà mình sử dụng trên đây thì mình đưa lên hết. Và những cái lúc mà mình xử lý cái bệnh á thì mình không có nói trong đây là do video nó quá dài rồi. Đó, mình chỉ việc là mình làm việc với khách hàng là mình chỉ nói chung là tới đâu thì mình sẽ hướng dẫn tới đó. Chứ mình không có nói nhiều trên video là do nó quá dài. Đó các bạn. Rồi. Đó, thì mình đã cho các bạn xem xong cái sản phẩm mà mình đã đưa lên trên cái vườn đó đó. Thì cô có coi thì cô cũng cô mình đây khách hàng này á, thì khách hàng quen mình qua cái YouTube đó, thì hồi nãy mình có đi vô thăm vườn của cô đó. Đó thì cô có xài thì mình nói thôi, cô có xài cái gì thì mình nói lên đây thôi, chứ mình không có gì mà mình phải giấu hay là mình bị đặt hết đó. Thì các bạn có thể tham khảo ha. Rồi có thể các bạn nè có thể xịt luân phiên, mình nãy mình nói rồi, các bạn có thể xịt luân phiên cái này và cái này nha. Một số nào mà nó mới đẹp rồi, tại cái cặp Mỹ các bạn xịt vô á nó rất là xanh nha, nó là cái nền rồi, thì các bạn có thể đưa vô những cái thứ mà nó rẻ hơn. Cái chai này có 90.000 các bạn có thể xịt tới 250 lít nước luôn. Mình để 200 đây cho nó chẳng cho có phi cho các bạn đó. Cái chai này 200 lít nước 90.000, mình báo giá trên đây luôn. Thì ai mà có cây nhỏ các bạn có thể xịt kết hợp với Mentos nha, rất là ok để mà lấy cái cơ đọt lọt lọt đó. Còn ở chỗ cô thì nó ra đọt đều hết trơn rồi nè, các bạn thấy đó. Chỉ việc các bạn xịt đưa cặp này vô là nó sẽ bung lá ra hết luôn, nó sẽ làm lớn lá cho các bạn luôn đó. Nó có, nói chung là ở đây còn nhiều thành phần rất là hay, nhưng mà thôi mình sẽ nói một số thành phần nữa thôi đó các bạn. Rồi xin chào các bạn ha, hẹn gặp lại các bạn trong cái video sau.